Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với kênh Hoa Lan của mình. Hôm nay mình tưới phân cho cái chậu hồ điệp này. Hôm trước mình có chia sẻ với mọi người cách để cái cành này nè, mình có cắt cái ngọng hoa đi để mình cho những cái ngọng hoa khác nó phát triển lại để mình có thể ngắm hoa Tết được. Vì là có một số cái ngọng này á là nó rất là nhiều hoa luôn mọi người. Hôm bữa mình cắt là 19 bông. Nó nhiều hoa quá thì nó sẽ lấy hết dinh dưỡng của ngọng khác đó mọi người, cho nên là nó không phát triển được. Và mình cắt đi thì mình cũng có chia sẻ với mọi người là cách chúng ta lột cái màng nó ra, và chúng ta nên chấm một ít kikuyu xanh á. Trước khi chấm thì mình nên tưới đẫm nước đi ha, xong mình lột cái màng nó ra rồi mình pha duy xanh tỷ lệ là một duy xanh 4 nước và cho vào đó khoảng 2 giọt Atonic. 2 giọt Atonic là nhiều nước nha mọi người. Ví dụ như thể là 1C duy xanh, 4C nước và 2 giọt Atonic. Còn nếu mà 4 giọt nước thì chỉ pha 1 giọt Atonic thôi nha. Xong chúng ta chấm vào thì nó sẽ tỷ lệ Atonic rất là loãng nhé các bạn nhé. Thuộc dạng 1 giọt mà 4 giọt nước đấy. Thì chúng ta chấm vào cùng với duy xanh. Duy xanh 4 nước và 1 Atonic nhá. Là chấm vào là nó sẽ được như thế này luôn đó mọi người. Đây là mình đã chấm được 10 ngày rồi này mọi người. Và cái vòi hoa còn lại nó phát triển rất là tốt ha các bạn. Đây nữa mọi. Những cái vòi hoa thì rất là mập mạp và nó lại tiếp tục ra này mọi người. Nó ra hoa nhiều, rất là nhiều luôn. Cái chậu này là nó ra hoa nhiều. Và hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người là chúng ta tưới phân làm sao để cho nó phát triển tốt và nó kích thích cái vòi hoa ra nhanh hơn, và vòi hoa nó dài hơn, hoa to hơn và vẫn có thể nuôi được cây phát triển tốt ha. Thì mình sẽ pha kết hợp 3 loại phân lại với nhau. Công thức này mình chia sẻ cho 1 lít nước nha mọi người. Thì mình sẽ tưới 6-30-30. Hôm nay mình sẽ tưới 6-30-30. Các bạn thấy không, cành hoa dài, hoa to, màu sắc đẹp, tươi đẹp. Số 30-30 này là nhãn hiệu của thầy Tám Ngọc đó mọi người. Thì cây này giờ nó thành cây to và nhiều ấy rồi, thì mình sẽ lấy một muỗng đầy ha. Một muỗng đầy thì hơn 1 gram xíu á mọi người. Nó có sẵn cái muỗng ở trong cái hộp đó luôn. Và chúng ta nên quậy đều đi nhá các bạn nhá. Tỷ lệ mình tưới phân thì rất là loãng các bạn ạ, chứ mình không có tưới nhiều giống mọi người tưới đâu ha. Vì mình cho nó ăn phân định kỳ, đúng thời điểm, đúng giống như tuần một lần, cứ tuần mình tưới một lần rồi đó, chứ mình không có nghỉ hết, cho nên là nó sẽ dinh dưỡng đủ thì mình cứ tưới hàm lượng vừa thôi. Nó ăn vừa ăn đủ mà lúc nào nó con nó ăn. Còn B1 đó mọi người, hôm nay B1 mình sẽ lấy 1C nha mọi người, cho vô cái bình này luôn ha. Mình đã lấy sẵn 1 lít nước rồi và mình kết hợp với Atonic 4 giọt nhé mọi người nhé. Atonic để 1, 2, 3, 4 để kích thích sinh trưởng đó mọi người. Kích thích sinh trưởng để cành hoa tiếp tục phát triển, hoa nó vẫn tiếp tục có thể nuôi và đi lá ngọn tiếp nha các bạn nhé. Lá ngọn nó vẫn phát triển được. Nếu để muốn hồ điệp ra hoa quanh năm thì mình phải chăm sóc đủ dinh dưỡng và định kỳ, tưới phân định kỳ thì hoa quanh năm. Và khi trong thời gian mình vừa quậy phân thì mình vừa chia sẻ với mọi người luôn, thì lá ngọn nó vẫn đi tiếp, lá ngọn vẫn đi tiếp á. Đồng thời với là cứ tại vì hoa thì nó ra ở nách lá mà mọi người. Cứ nách lá thì ra hoa, thì mình chăm sóc tốt đó, thì mình sẽ có hoa ngắm thường xuyên các bạn. Đếm thử coi. Đó, các bạn thấy không? Nó cứ ra hoa và ra hoa thôi. Rất là sai hoa, cũng có thể dòng là sai hoa mọi người. Cũng có một số cái nụ nó bị thui á, nhưng mà nếu mà lên hết thì không xòe được đúng không các bạn? Rễ thì phát triển rất là tốt. Đồng thời đó mình kết hợp thêm phân tan chậm, mọi người có thể bỏ phân tan chậm cái loại mà có sẵn vi lượng, ví dụ đồng sắt kẽm gì đó để nó bổ sung thêm vi lượng cho nó. Và bình thường mình vẫn bổ sung thêm vi lượng. Vi lượng thì mình có thể tưới một mình phải quậy lại vì nó tan chứ hết đó. Phân này khó tan lắm, các bạn phải quậy cho thật kỹ nhá. Vi lượng thì mình tưới ví dụ như super manhê này để phát triển đỉnh ngọn này, super canxi này để phân nhánh rễ này và giúp vòi hoa cứng hơn này, khỏe hơn này. Đó là những cái loại phân mình có thể bổ dưỡng. Hoặc các bạn có thể tưới cam bi nhật 2 tuần một lần. Một cam bi nhật thì pha tỷ lệ là 1 gram 5 lít nước nha các bạn, pha vậy đó.
đúng là 1 gam 5 lít nước luôn nha. Rồi bây giờ mình bắt đầu lắc lên và tưới nhé mọi người. Chúng ta trước khi tưới phân thì các bạn nên xả sơ qua nước đi nhé. Các bạn có thể tưới phân vào sáng sớm hoặc chiều mát. Chiều mát tức là sau 3 giờ chiều cũng được nha các bạn. Tưới thật đậm, và nếu mà tưới vào sáng sớm trước 7 giờ các bạn có thể tưới vào nụ cũng không sao nha, không cần phải lo lắng gì hết. Nhưng đã là hoa rồi thì phải né hoa ra, vì là tưới nước vào hoa còn đỡ, chứ nếu mà tưới phân vào hoa là nó sẽ tàn luôn đó các bạn. Xoay bên đây và tưới tiếp bên đây nha mọi người. Cái này hồ điệp trắng rất là đẹp các bạn ạ. Rồi mình bây giờ mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái loại phân, phân mình mới phát hiện ra loại phân rất là tốt cho lan, phân tan chậm á các bạn. Nó có đầy đủ vi lượng luôn. Một hộp này là 30.000 này mọi người. Nó có đầy đủ vi lượng luôn nha. Các bạn có thể chụp lại màn hình và đi mua nha, chứ mình không bán phân. Đó, rất là đầy đủ, các bạn nhìn là biết ha. Đó, sắt, đồng, kẽm thì nói chung cái gì cũng có, magie cũng có ha. Là nó lấy vi lượng rất là tốt luôn mọi người. Nó là phân tan chậm có kiểm soát đó. Thì khi nó tan ra đó thì cây lan của chúng ta có bộ rễ khỏe rồi, thì bộ rễ nó sẽ lấy lượng phân lên và nó sẽ phát triển cây rất là tốt, phát triển lá, phát triển đỉnh ngọn. Lá sẽ to và rễ sẽ khỏe ha. Như thế thì nó mới nuôi được, nó mới đủ sức để nuôi hoa cho chúng ta ngắm được ha mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người nha. Mình xin dừng clip ở đây. Nếu mọi người thấy video của mình hay, hữu ích thì hãy đăng ký kênh để đồng hành cùng mình nha.